Hello, xin chào mọi người. Hôm nay cho tới hôm nay nha, 2 năm rồi mình mới được lên trên nắng rút thốt này của cô Cát Phượng. Phải nói là cái không gian ở trên này nó rất là lạ. Là lạ lắm à nghe. Bước vào mình có cảm giác giống như là ở chỗ này không có ban đêm. Nó rất là ấm áp, nó rất là nắng, giống như là tên thương hiệu của quán vậy đó. Và liếc qua liếc lại thì thấy đồ ăn thức uống ở đây phải nói là giá rất là hữu nghị, giá rất rẻ nha. Bây giờ mời mọi người trước tiên là chúng ta tham quan bảng giá menu thức uống thức ăn ở tại cà phê nắng. Tham quan thực đơn là phải không? Thấy giá rất là hữu nghị phải không? Chỉ có 30.000, 45.000 và mắc nhất là chỉ có 60.000 thôi. Một cái giá mà nó rất là học sinh, sinh viên, không hề giá của business. Đó. Và thức uống ở đây mình thấy rất là lạ nghe, đặc biệt là có cái món là nước này là cái gì đó? Nắng specialty, tức là tràn hoàng kim dưa lưới. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tham quan khu vực pha chế ở tại cà phê nắng. Các bạn trẻ đang lắc nè, đang sắc. Rồi. Quán mình được bao lâu rồi con? Quán nắng 2 này mở được 3 tháng, 4 tháng. 4 tháng rồi đúng không? Thường thì là cái khoảng thời gian nào đông nhất? Khoảng thời gian đông nhất là 6, 7 giờ. Vậy hả? Đông full bàn luôn. Full bàn. Ủa nhưng mà chú thấy bên ngoài á là không có mái che. Vậy thì ví dụ như buổi trưa ngồi thì như thế nào? Mấy lần, đúng không? Rồi, con tên gì? Thịnh. Chú là Thuận. Thịnh làm đây mấy tháng rồi? Hơn một năm rồi. Ủa, là sao? Đây mới mở có 4 tháng mà làm 1 năm là sao? Dạ, hiện tại là có 2 cơ sở là nắng 1 là ở 3 hay 6 lần vậy hả? Đó, con là thành viên của cái chuỗi cà phê nắng đúng không? Ở đây là chỉ mới 4 tháng nhưng mà chuỗi cà phê nắng là hoạt động được 3 năm rồi thưa quý vị. Bây giờ cứ đi tiếp đây. Đây mọi người nhìn xem không gian nha, chắc có lẽ là quán cà phê nắng này cũng đã được rất là nhiều các nghệ sĩ, các diễn viên đã review rồi. Cho nên tôi review lại cũng chỉ bằng thừa thôi. Nhưng chắc có lẽ là không có ai mà review ban đêm như tôi. Cái thứ hai nữa là tôi review ngay chân dịp đầu năm mới, cho nên là khung cảnh ở đây nó có một cái sự khác biệt so với bình thường. Nhìn nó rất mùa xuân nha, xuân nắng. Ủa cái này phải ly của chú không? Dạ, cái này ly. Không phải, đây mọi người nhìn xem, cái này là ly nước gì con? Dạ, này là trà cam chanh dây. Trà cam chanh dây nè quý vị, đó ly này chỉ có 45.000 hay 50.000 vậy thôi. Đây, có chữ nắng nè đó. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài nha. Đây, mình thấy là có nhiều khu vực check-in lắm nghe. Đây, thấy chưa? Tết mới có cái không gian như thế này, mới có cái bài trí của Tết nhất như thế này. Chỗ này chắc có lẽ là chỗ check-in, check-in Tết. Nắng xuân. Đó, khu vực ban đêm. Nhìn rất nên thơ, lãng mạn và rất là mát mẻ. Buổi tối mình lên đây á, người nào mà yếu đó là có thể dễ bị cảm và sổ mũi nếu như chúng ta không mang theo áo khoác. Đây khu vực check-in thần thánh. Chắc lẽ là nhiều nghệ sĩ, diễn viên, vlogger, streamer lên đây đã review rồi, cho nên mình review cũng bình thường. Nhưng mà chắc sẽ không có ai review như mình. Nắng đêm và nắng xuân. Đây là cô Đào. Hello. Doanh nghiệp sắp thành bà ngoại. Doanh nghiệp nữa. Bạn của tôi. Đây từ trên cao chúng ta nhìn xuống. Ở đây là tầng 9 nha quý vị. Đây là bà chủ, nghệ sĩ Cát Phượng. Còn đây là anh ca sĩ Hữu Bình, ông anh của tôi.
Đẹp chưa cả nhà? Đẹp lắm, đẹp ơi đẹp luôn. Sau đây mời cả nhà cùng xem toàn cảnh cà phê nắng rút túc. À, nắng mai đó mọi người biết cụm từ nắng mai rồi đúng không? Đó là nắng có cái mai. Rất đẹp nha quý vị. Và đây là ly nước của mình đây. Đây là ly trà hoa cúc hạt chia. Đó, đây cả nhà nhìn xem nha. Rồi, bây giờ cầm ly hạt chia trên tay, hãy thưởng thức thôi. Rồi, bây giờ cầm ly hạt chia trà hoa cúc trên tay thì mình phải thưởng thức thôi. Mà thưởng thức thì phải ngồi một cái chỗ lý tưởng để mà thưởng thức. Đó, đó ngồi chỗ này. Ngọt rất thanh, không có ngọt ngay, ngọt gắt mà rất thanh. Hồi nãy mình đã uống ké một cái ly nước của vợ mình, đó là trà dưa lưới gì đó, uống rất ngon nha. Giá cả phải chăng nghe các bạn trẻ, không có mắc nha. Mà né coi Phượng, trời ơi trời, cái góc này nhìn là ghê quá. Đây mọi người nhìn xem nha, một ly nước rất là rẻ, không có mát nha. Thường mà lên trên mấy cái chỗ này á, là giá cả trăm ngàn không đó, nhưng mà ở đây á, giá nó rất là hữu nghị. Không, hồi nãy có quảng cáo rồi, là giá 30-35 ngàn, mà mắc nhất là 60 ngàn. Có quay rồi, trời ơi, ta review chuyên nghiệp mà. Rồi ở nhà, nếu như ai mà ở quận 3 thì đi tới đây rất là gần nha. Ở quận nhất, quận 5, quận 10, nói chung ngoại trừ mấy quận ngoại thành thôi, còn quận mà nội thành vòng vòng ở đây thì đến đây rất là tiện. Ở số 457 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, gần ngã tư Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu nha cả nhà. Nhớ nắng rooftop nha, mình đi dễ lắm, tới mình gửi xe dưới tầng hầm, em bấm thang máy lên tới lầu 8, nên mình đi bộ. Có một bạn hướng dẫn rất là kỹ. Vừa mở thang máy ra, mình thấy các bạn để là gì? Lên nắng thì chúng ta đi thang bộ lên trên sân thượng nha. Rồi, cả nhà nhớ đến với nắng rooftop nghe.